đi đâu chấm cái chấm đề bào luôn. Chạy xíu đúng không? Rồi, lụm. Chấm một cái thôi để nó dính mực. Cũng chấm trong truyền thuyết. Rồi ok, lụm ơi. Rồi cảm ơn tất cả anh em Tánh Linh ngày hôm nay đã ghé qua đây chờ đợi và giao lưu cùng team Anh Ken nha. Lần đầu tiên cho Anh Ken gửi lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất tới tất cả anh em. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn anh em chúng ta trên mạng đang xem trực tiếp Thành Ken tại câu lạc bộ Via Sin Via tại Tánh Linh Bình Thuận nha anh em nha. Câu lạc bộ rất đẳng cấp và đây là các anh em Tánh Linh chào mấy anh em trên YouTube nha. Và sau đây là Thành Ken sẽ có một trận đấu với anh Trung ở Tánh Linh. Rồi kèo đấu sẽ là 400-200 đúng không anh Trung? Rồi anh Trung sẽ đánh 200, Thành Ken đánh 400. Nói chung là không biết anh Trung quýnh sao hết, anh ra kèo là mình chơi thôi. Rồi như thường lệ, anh Trung nếu mà đánh thắng Thịnh Ken thì sẽ được thưởng nấu 1 triệu đồng. Nếu như anh thua là anh cứ tới cái màn hình anh nói là tại hôm nay chưa có nhậu nên quýnh thua anh Thịnh Ken. Ok ha. Rồi và bây giờ mình xin mời một anh nào ra đến trọng tài mình ha. Rồi ok, xin mời anh đội nón ha. Rồi trọng tài sẽ được thưởng nấu ba sĩ và chắc chắn là có một vé chơi game show. Rồi anh tên gì? Rồi anh Việt đếm lớn với mình nha. Nào đếm 1, 2, 3. Ok vậy thôi đời. Rồi anh biết đánh canh gốc rồi hết đúng không anh? Rồi ok. Rồi ok vô anh. Rồi đây ba anh. Rồi để đây ba đầu kia. Ờ à, đầu này đầu này đầu này. Lại gần gần camera cho anh em ta coi. Chơi trù mày. Chơi trù trù anh dữ vậy cưng. Hai. Ba. Ba. Wow. Bốn. Bốn. Rồi mấy anh em giờ đứng ghê nè. Ở đây có bắn báo à. Kêu ông kêu đi ngủ anh đi. Mong có tay vô. Năm. Dạ không có đeo bao anh. Sáu. Sáu. Anh không đeo bao à. Chơi một đeo bao anh. Bảy. Bảy. Chơi đeo bao cho nó an toàn. Bảy điểm ra thật lời. Gây 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 giùm cái anh. Tạc cơ, tạc cơ, tạc cơ, tạc cơ, tạc cơ. Thôi thả thêm cơ đó anh ơi. Đánh đường nớ mà. Không có đi. Thắng ơi. Ủa Lâm Lâm ơi, nói thắng lấy cục lơ xanh kia. Đâu rồi? Đi đâu rồi?
một. Không có. Thịt bên bằng da bằng thịt nè. Lờ nó ướt, lờ bị ướt. Sao anh? Lờ này đã bị ướt nha. Không, lờ này tốt mà. Hôm qua nó bị ướt. Hai. Xong rồi game show cho anh em. YouTube á, lên YouTube anh em. Ba. Anh đứng ở kia đếm luôn đi anh. Ok ok. Hai, ba anh em ơi. Năm. Hey. Quá đẹp, cú đánh ba bằng rất đẹp của tay cờ Trung Tánh Linh nha anh em nha. Bảy. À, đã sỏi nhưng đang quý. Để ý màn hình nha Lâm. Để ý nha, để ý. Để ý. Hai. Tám. Tám điểm cho Trung. Chín. Mười điểm cho Trung. Giật quá. 11. Thắng đi đâu rồi? Điện nó gọi đi đâu rồi? Anh Hơn cũng được nhờ anh Hơn. 12. Rồi chào. Oh. 12 điểm cho anh Trung. Quá hay. Hay quá chú bạn. Có chiếc xe không? Một. Hai. Côn. Con rồi. Rồi đánh cái. À ok. Lấy cục bò cho em. Cảm ơn. Ba đi. Nào cất vô nè, cất. Năm. Sáu.
7 7 8 9 9 8 10 điểm cho anh Thịnh. 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 chưa vui. Ba ba. Ba bốn. Ba năm. Ba sáu. Ba bảy. Ba tám. Ba chín. 40. 41. 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Ok anh. 60 60 61 62 63 64 65 đánh cái mét 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
hơi khó. Tám ba. Côn. Côn, côn đi. Tám ba. Tám tư. Tám lăm. Tám sáu. Tám bảy. Tám tám. Tám chín. Dừ. 89. Đánh đánh kìa, đánh kìa. 90. Rồi. 90. Chín mươi một. 92. 93. 93. 94. 95. 96. 97. 97. Chín tám. Chín chín. 99. 100. 100. Đánh kìa. Hai. Tại uống nước trong tại cô ngồi. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một. Mười hai. 13. Kim về rồi nè. 14. 15. 16. 17. 18. 118. 19. 120 anh Thịnh. 21.
Rồi xin lỗi. 22 23 24 25 26 27 28 29 130 31 32 33 34 35 chưa con 36 37 38 đầu quýnh hết mình nha, anh tôn trọng đối thủ chứ. Cái quýnh mà giỡn giỡn đâu. 39 140 41 42 43 44 45 46 47 48 49 150 51 52 53 153 54 55 56 57 58 59 160 61 đánh cái này 62 63 64 65 66 66 67 67 68 69 69
170. Bảy một. Bảy hai. Bảy ba. Bảy tư. Bảy tư. Bảy lăm. 175. Bảy sáu. Bảy bảy. Bảy tám. Bảy chín. Trăm ba mươi. 180. Tám một. Ba một. Tám hai. Hai. Tám ba. Tám tư. Tám năm. Tám sáu. Tám bảy. Tám tám. Tám chín. 190. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 200. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. 210. 210. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16. 17. 18. 19. 220. 21. 22. 23.
90 91 92 93
94 95 96 97 98 99 Chào thầy anh em ơi. Ba chào anh ơi. Một quýnh hết mình anh, quýnh bây giờ là phải quýnh hết mình chứ. Quýnh đầu qua giỡn được. Hai ba năm sáu bảy tám chín 310 11 điện người trở về anh Tình 12 13 14 15 Con bi trời lòng. Đó giờ có cơ hội đi đây đặt rồi. 315 điểm rồi anh em. Mười sáu mười bảy mười tám mười tám 19 320 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29
329. ba trăm ba mươi ba một ba hai. Ba 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 tư ba lăm. ba sáu ba bảy ba tám ba chín 40. Bốn mươi bốn mốt bốn hai bốn ba bốn tư bốn lăm bốn sáu bốn bảy bốn tám bốn chín 350 51 52 53 54 55 56 57 58 59 360 61 62 63 64 65 66 67 68 69 370 71 72 73 74 75 375 76 77 78 79 380 81 82 83 84 rồi còn 9 anh Thịnh, còn 9 thôi nha em.
85 8 86 87 Ồ, xa rồi. 88 89 39 390 91 còn 2 có mấy điểm rồi? 2 điểm nữa rồi. Còn 2 điểm còn. Anh kêu còn 2 điểm nữa nha em. Sáng rồi, tới đây rồi đó. 92 còn 1 ok ok rồi 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 đây. Cảm ơn mấy anh em, nay mấy anh em coi đông quá cái là mình nói chung lâu lắm mới đánh được vậy đó, nay sung giống như sung ba khía vậy đó. Ok, cảm ơn anh em, lâu lắm rồi Thịnh Ken mới quýnh một cái mà mũi mà đủ tiền mà đẹp vậy. Nhưng mà thật sự đánh bây giờ phải đánh hết mình, chứ mà đánh mà vừa đánh nó vừa giỡn giỡn thì đâm ra là nó kỳ lắm, mình quýnh riết là xuống cơ luôn. Rồi cảm ơn anh em nhiều nha, rồi cảm ơn anh Trung. Anh Trung tới màn hình, Trung làm nhiệm vụ. Ok, hôm nay chưa nhậu cho nên là đánh thua Thịnh Ken. Ok, không biết là anh em Tánh Linh thấy Thịnh đánh á, mấy anh em có thắc mắc cái gì về kỹ thuật bi dao, mình rất sẵn lòng chia sẻ cho mọi người để anh em mà đánh nó hay lên. Ví dụ có thắc mắc là chô kéo, mát xê hay là bất kỳ cái gì về bi dao, chạy đạn rồi cắp kèo cái gì đó, mình chỉ hết luôn cho mình chia sẻ cho anh em không? Tại nào là giờ là anh em chỉ gặp Thịnh trên mạng thôi, hôm nay mình mới có gặp anh em, cơ hội mình gặp được anh em ở ngoài thì sẵn lòng chia sẻ điều đó. Không biết có ai có thắc mắc gì không, mọi người cứ đừng có ngại nha. Không, bích kê đảo gốc hả? Kê đảo gốc thì nó dễ rồi, nó là giống như sở trường rồi. Ok rồi, bây giờ anh em muốn hỏi bích kê đảo gốc đúng không? Rồi giờ mình giải thích cái bích kê đảo gốc nha. Đó, máy bi này nè, mình kéo là nó bị đi lên đúng không? Đó, rồi mấy anh em sẽ nhắm vô nửa trái, nhắm vô nửa trái bên đây nè. Rồi mình để cái cơ mình ha, nè hướng vô nửa trái, giữ nguyên hướng cơ vậy nè. Rồi sau đó mình cầm hai ngón tay mình nâng lên 70 độ, rồi FV để FV thuận vô, FV 3 giờ, rồi mẫu hẳn xuống. Đó là trái bi nó chạy lên, nó chạy xuống lại, đúng không? Đúng rồi. Thì nói chung á, bi da anh em chơi á là mình tập từ dễ tới khó. Bi da nó giống như võ công vậy, mới vô là phải đai trắng rồi từ từ mới lên đai đen, đúng không? Rồi ok, anh hỏi đi anh. Bi da này là bình thường là bi anh là bi trắng phải không? Dạ đúng rồi. Trắng này là phải xử lý vô gà. À. Rồi anh nói, anh nói lại. Đánh cái cu lê vàng hồi nãy rồi quýnh cu lê đỏ. Rồi rồi anh cứ sắp, anh sắp. Rồi ok. Cái cu lê đỏ mà bắt ba băng về ra lại để quýnh kiếm ở đây. À cái đó nãy là mình đánh chết đạn. Đây 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 đây, cái hình bi nãy nó vậy nè. Cái này em muốn hỏi sự tại sao anh định lại xử lý. À. Ok ok, cảm ơn. Cái bi da vô gà. À tại sao không đánh vô gà hả? Tại vì cái mục đích của mình á, khi mình đánh những trái bi này nè, bi này mà nó sơn mỏng nè, anh nhìn nè, nó dễ ra đây, nó dễ bị đuôi vậy nè. Không, dễ bị đuôi thì mình quýnh né đuôi luôn, tức là mình quýnh mấy cái đạn mà cho nó chạy ca ve ba băng qua là chủ yếu là mình quýnh nó né đuôi luôn, chứ nó nằm vậy thì mình thả vô gà. Không, bi da nó có nhiều cái hình lắm đó, cái hình vậy nè, đó nó đứng vậy nè, mình sơn thì khó chịu đó, nên mình đánh cái cú gọi là
Do gà. Cái này á là anh Thịnh sẽ xử lý do gà vẫn được đúng không? Được được, nhưng mà mình sơn nó có thể bị đuôi nè, nè sơn thử cho anh em coi nè. Nè sơn cái là ba trái thẳng hàng. Đâu phải đúng không? Có khả năng ra ba trái thẳng hàng không? Thì né ba trái thẳng hàng nè. Thì mình quýnh là mình né luôn cái trường hợp đó. Là bây giờ nói chung là mình chơi mình càng trả tiền giờ nhiều mình càng có kinh nghiệm, thấy không? Thấy không? Đó. Đó rồi nè, mình đánh nè, đó. Đó, thấy không? Đó, nói chung là nếu vậy là anh em mình phải trong pizza không phải cái cú đánh vừa rồi như Thịnh đánh đó là một cú đánh nó kỹ thuật. Đánh là kỹ thuật đó, nó không lực không khéo đuôi nè. Đó, bình thường nó gan vậy giờ nó đuôi. Nói chung là cái pizza này nó giỏi như võ công vậy. Nó nhiều chiêu thức lắm. Ví dụ mình đang thấy cái thế trận đối thủ mình là ai, ví dụ đối thủ mình dưới mình hay đối thủ mình bằng mình hoặc là cao hơn mình, là mình phải có một cái đấu pháp hợp lý. Tại vì mình quýnh hụt là nó quýnh mình chết cha luôn, đúng không? Tại vì trong một trận đấu mà đỉnh cao là hụt ra đối thủ cũng có thể quýnh chết mình. Thì cái sự lựa chọn trong cái trận đấu á, nó tùy thuộc lúc đó, tại mình đang mát tay nữa. Hồi nãy là mát tay lắm luôn, không biết sao cầm cái cơ vô là cảm giác không có hụt luôn. Tức là lâu lắm rồi mới có đạt được cái cảnh giới này lại á. Nó gọi là người cơ học nhất. Ok anh em, không biết bạn còn câu hỏi gì nữa không? Ok rồi, cảm ơn. Anh em có thắc mắc gì cứ hỏi nha, rồi Thịnh sẵn lòng chia sẻ cho mọi người. Và hôm nay anh em thích chơi game show gì nè? Quấn lộn. Cái gì? Đồ. Quấn lộn có chấp cái đề ba không? Đề ba hụt mà đề ba lại là tôi chơi hết á. Rồi ok. Anh em thích chơi game show ba băng hả? Game show ba băng hay là bóc lá? Bóc lá ha. Rồi ok, chơi bóc bài đi cho vui. Rồi lấy bộ bài anh Nơn ơi. Anh em chúng ta sẽ cùng chơi game show bài lá. Rồi và bây giờ là tại vì rất đông anh em nên chúng ta là có 20 người chơi nha anh em nha. Ai may mắn được chơi sẽ dựa vào cái số trên tay. Rồi lấy số cho anh em luôn anh ơi. Không, thực sự là mình làm cái YouTube pizza này tính tới nay là đã là 10 năm rồi. 10 năm đúng tròn hình xuất hiện trên YouTube rồi. Thì có những cái gì mà anh em thắc mắc sẵn lòng chia sẻ ha. Rồi bây giờ mình chuẩn bị. Rồi lấy bài ra. Cất giùm kìa. Rồi không phải bài kia rồi, chứ không phải bài đó mày ơi, bài đó bài khác. Cái bài này nè, cái này là bài công ty. Trời ơi. Rồi lấy số đi em ơi. Rồi số đi. Ok. Anh Hưng lấy cho em 7 hộp xí ngầu luôn đi. 7 hộp xí ngầu, ok. Rất vui tại Tĩnh Linh. Mỗi người cầm một số thôi được rồi. Cầm 2-3 số nhiều khi không được chơi luôn á nha. Hên xui. Rồi bây giờ nè, Thịnh Ken sẽ phổ biến lại luật chơi. Trên tay đem em để đây, để bi em. Ok. Trên tay Thịnh Ken là có 13 lá bài. 13 lá bài tương ứng với 13 cái thế pizza. Thí dụ anh em xào bài, anh em bốc được lá bất kỳ, giả sử như lá này đánh 3 điểm một băng, có nghĩa là mình phải đánh 3 điểm một băng là mới được lấy. Và các bạn giải lá đầu tiên được thưởng 1 xị, lá thứ 2 1 xị, lá thứ 3 1 xị, tới lá thứ 4 là 2 xị, lá thứ 5 2 xị, lá thứ 6 là 4 xị. Cứ thế là mình có tiền, coi như mình quýnh giải được một thế bi là mình có tiền ngay lúc đó ha. Ok. Và trên tay anh em bây giờ đang là những con số của Thịnh Ken. Tôi ơi, đây là Lâm còn cái hộp xí ngầu đâu? Lâu qua thêm một hộp nữa đi. Ok. Rồi bây giờ nha. Bây giờ anh em cầm số trên tay. Mình sẽ có 20 người chơi. Và bây giờ Thịnh Ken sẽ lắc số chọn người đầu tiên nha. Rồi xin mời người chơi có số, xỉu rồi, 7, 16, 16 ạ, à. Ai cầm số 16 bước ra sân khấu ạ, à. 16, số 16 đâu rồi, 16, trời ơi ông nào chơi dấu số đem về, 16 có không nè, 17, rồi cho 17 lên chơi, rồi có 17,
Ok. Rồi 17. Anh tên gì anh? Dạ, em tên Nhật. Nhật. Sau đây là anh Nhật sẽ bắt đầu phần thi giải thế bi theo những lá bài. Rồi, xin mời Nhật chọn bi. Bi trắng hoặc bi vàng thôi. Rồi, bi trắng. Bây giờ mình quăng bi nè, lấy tài ra em trai. Rồi, xin mời Nhật sẽ chọn bài. Rồi anh em cho hình xin cái camera. Ê, đụng đụng vô camera. Lâm ơi, chỉnh camera lại mới đụng. Anh em đứng qua bên kia giùm Thịnh đi. Đứng qua bên kia giùm rồi. Ok. Rồi, anh bốc được lá bài đánh 3 băng, nghĩa là đánh 3 băng trở lên. Rồi, chúc mừng. Rồi anh em cho dạng 6 cho anh Nhật cái khoảng trống để đánh cái nha. Rất đông anh em đang có mặt tại Tánh Linh. Mấy anh em tấp tấp rồi.